đón xem Một Nửa Hoàn Hảo lúc 20 giờ trên Today TV. Em, dạ, thấy tin này chưa? Ừ, em thấy rồi đó. Dạ. Anh ngồi lên cái ghế CEO á, chẳng qua ba của anh là chủ tịch thôi, chứ anh không có năng lực gì hết. Khải Nguyên, sắp tới giờ ký hợp đồng rồi sao không thấy Linh Lan? Em không biết nữa. Gọi cho Linh Lan thử đi. Chưa tới. Em gọi chưa? Em gọi rồi mà. Hay là em gọi cho Linh Vy thử coi. Nhiều khi Linh Lan nó đi chung với Linh Vy thì sao? Ờ, đúng rồi đó. Tới trước, chị hai em tới sao? Đang trong lúc quan trọng như vậy mà còn đi trễ nữa. Xin chào mọi người. Tôi là Thế Quân, CEO của tập đoàn điện tử Cho. Em, dạ, thấy tin này chưa? Ừ, em thấy rồi đó. Dạ. Anh ngồi lên cái ghế CEO á, chẳng qua ba của anh là chủ tịch thôi, chứ anh không có năng lực gì hết. Thưa anh, theo chúng tôi được biết thì Game Now là dự án do cô Linh Lan sáng tạo và phát triển và đã được Quơ đưa vào đầu tư và khai thác. Vậy thì nếu như thời gian tới cô Linh Lan không tiếp tục theo dự án nữa thì sẽ như thế nào ạ? À? Cho tôi hỏi Trô, các anh cảm thấy như thế nào khi ký hợp tác cùng với ông chủ trẻ Gia Huy? Nhất là vào thời điểm anh ấy có nhiều scandal như vậy. Tôi muốn hỏi, clip này ra đời vào lúc anh chuẩn bị ký hợp đồng. Vậy thì cho tôi hỏi, đây là chủ đích của Quơ hay là của Joe ạ? À? Tôi nghĩ hôm nay là lễ ký kết hợp đồng giữa Quơ và Joe, nên các phóng viên nên đặt những câu hỏi vào đúng trọng tâm của vấn đề, tránh ảnh hưởng tới tập đoàn. Xin cảm ơn.